Tí nữa là địa điểm hai anh em sẽ đi giăng khúc này nè. Đây, xuống đây sẽ giăng lưới thế này để săn cá hoàng đế nha mọi người. Hồ rất là rộng. Trên này thì có thuyền nữa, nhưng mà tất không sử dụng thuyền đâu. Đây là tại vì hai anh em đều biết lội hết, gà khoảng cỡ mét mấy 2 mét nước ngoài đó là giăng được rồi. Có dính này cá hoàng đế một con, cái này cũng bự chứ nhỏ đâu. Nhìn sâu mắt lưới là được, nhìn không thấy đất là được à, chỉ sợ thấy đất là nó trong quá nó không vô. Đó dính con nữa kìa, lụm tiền mau chết dữ ta. Chết rồi, vậy cá này dễ chết dữ ha. Quá trời luôn mọi người ơi, dính chiếc xe gì luôn rồi. Còn cá này không bị con hút luôn, dính lồng gọng đi chứ, dính lồng gọng cá bự. Thẹo thẹo luôn. Để đi không phải gì vậy. Rồi, dính rồi. Cái kèn. Ôi gũ là trời ơi, chịu đèn thôi. Hết biết rồi. Con nào nấy có tay vô nội ơi. Ê, cái gì giò, cầm mà tôi bắt con cái giò coi. Mày chứ mày. Thấy rồi cái gì biết chú này. Ủa cá rô phi dính rồi. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're Ê, tới đập piano rồi nha mọi người echoes ơi. of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations, we'll find a way through the celestial symphony. We'll sway with every step. Trời đang chuyển mưa nữa, để cho trời qua mưa rồi anh em sẽ đi xuống dân nha mọi người. Có những cái trồng hoa nè để chúng ta chụp hình. Đây là những cái túp lều này để cho mọi người để vô cắm trại nha. Đây có chú người tuyết đang cười chi. Bắt đầu anh em sẽ đi thả lưới nha mọi người. Thả lưới đây rồi, là mình sẽ thả bằng lưới 3 màng nha, lưới 5 phần bắt cá lớn. Đây nó cũng cạn mà. Đây lưới ba mạng nè. Lâu lắm rồi không ra video là đừng đi làm, không có thời gian để quay video cho ngay mà mình xem. Cái lóc hay gì? Cái lóc mà dưới lưới này luôn hả? Trong nào? Trong kia. Trong kia nó ấy hả? Thôi từ để gọng này đây đây. Gọng này nó dày, nó... Trong kia nó đéo mà được. Đúng, từ để xíu anh. Đừng có gỡ, đừng có gỡ. Mới dính vô.
đó đó dính này cá hoàng đế một con, cá này cũng bự chứ nhỏ đâu. Nhìn sâu mắt lưới là được, nhìn không thấy đất là được à. Chỉ sợ thấy đất là nó trong quá nó không vô. Đó dính con nữa kìa, lụm tiền. Mau chết với ta. Chết rồi. Chết rồi, chết. Cá này dễ chết dữ ha. Ui lắm rồi, lắm rồi. Dính hồi nồi luôn kìa. Quá trời luôn rồi, mọi người ơi. Dính xe gì luôn rồi. Xá lưới này, lưới này 5 phân đúng cá này giờ chắc hiện giờ tết phải còn cỡ 100.000 ký không ai biết. Đếm chục cái nhỏ á. Cá này rất là ngọt nha. Trang này là cá hoàng đế này rất là nổi tiếng. Xứ của nó thì tôi chưa biết được. Thì mọi người biết xuất xứ của cá này ở đâu thì chỉ cho mình biết với nha. Con nha. Chú bảy hết biết cá gô à. Dữ lắm cá gô bảy à. Trước ở dưới quê nhiều lắm, Cần Thơ nhiều lắm, giờ cho còn. Bị xuống ốc dưới này kia chết trên. Cá gô này coi tiêu ha. Tài luôn. Con cha ma ơi kìa, ba bốn con luôn kìa. Dữ lắm rồi kìa. Ôi thôi đây mới đây là thành quả gạo một vòng hai tay lưới nha mọi người, nhân xong quay lại cuốn liền cho được mười mấy 20 con vậy. Còn để với hàng của phi của bể để Hưng sẽ cho vô bò dây gọng nó ra rồi đi thăm tay lưới kia. Dính này một hai con luôn, một cặp luôn, một cặp con sinh. Cái này nó dễ hơn là đi câu. Ủa, có điều này gù bể nhiều dữ ta. Nó trời gù bể luôn. Dính chín ổ gù bể à. Chạy luôn rồi. Ghét lắm rồi, cái này đun được, cái này nhũ xong cỏ thôi. Chạy sao mày? Cái hoàng đế. Chạy sao mày? Nhìn nó vô sát mé này. Không? Chạy sao mày? Chạy sao mày? Nó dính bằng con rồi cả tí luôn, cái nhìn cho nó sướng nè.
cái con kia nãy bỏ vô cái sọt kia rộng. Nó bỏ vô bao không? Như vậy đâu hay là dân qua tới bển luôn. Dính đó, con cái gì đó, con phi gì vậy? Cá chả bá luôn. Mạnh ui. Trời chạy kìa. Nó chạy trong bờ kìa. Thì thực thực tại cái hố này nó vô chỗ hố này nó sâu nè, nó chịu vô đây nè, đây nhảy nhảy ra ngoài. Cá như này ăn thịt ngọt chịu gì nổi, để sống vô nước lên một cái ha, chấm muối ớt ha, miếng rau sống nữa, tới tay bà hai luôn. Chịu hy sinh lỗ đó, nó chính trước kìa, nó đẹp 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 kìa. Vô cái hố này là nước nó sâu, nó rút vô đây nè. Ui, nó lại dính kìa, là mình đụng đụng nó kìa kìa, sát mấy bờ luôn. Để sâu dữ ta, họ đi lên bờ không có ơi, lỗi sâu nước ướt cái điện thoại, lúc luôn điện thoại vô dài không. Bãi kè ngu mà dương khô nỉ chết, nhưng mà mưa là sống lại. Thì cũng bên đầu luôn. Vô cái chơi rồi. Sâu lúc đầu luôn rồi ơi. Cái trắng này vậy? Cái hố này nè, con cá nó vô rút vô cái hố này nè. Dính hay gì đó, vâng ạ. Nước nó cũng cạn à. Biết nó có phi rồi, dữ lắm, nó có phi rồi, phá nợ luôn. Ôi nó có phi rồi, hết biết rồi, tắm lắm đúng không? Hãy đi rộng đây.
Ừ. Đứa là vậy, tính sức này tính là cổ em. Cũng nói biết con cá này cậu vui nhảy cả. Cái này mà cậu tay mà cái gì lên cho cô nhúc cần luôn, nó vô trong cái bụi bụi cỏ trong đó đó, nó vô ăn ăn ba cỏ trong gông cái này nè, cậu dạng ươm luôn. Cái vô nó bị nặng luôn ta. Cái gì trên bờ nó sáng nó quậy quá trời quậy. Ê, cái gì giò, cầm mà tôi bắt con cá với giò coi. Con này dính này. Thấy giò cá nhiều nhất. Chú này, ồ cá rô phi dính rồi. Cá nó là tới số chết rồi đó. Rồi cá bự đi hay vậy, trời ơi trời, ổn vậy nó ở lên nó chui ra vậy, ngon để lúc xuống dưới. Tàn ơi ổn hết sức không, nó vô cái ấy hả, tù lưới luôn đi. Loài giữa xong nó sâu không, ổn hết biết, nó quậy quậy ngồi cũng chính nè, vô bể đừng ngóc luôn không biết ngóc quắn này nè, trời ơi trộn quắn bạch kia luôn nè, trời ơi trời ơi còn mình đó luôn, hồi rớt ngoài luôn à. Thấy không? Chạy không biết lại à. Thấy nó không? Có bị ngạnh được. không? Cái nhỏ cái nãy hả? Ê, chuyện nhủi ra nữa giờ. Để tôi cầm cho nó gõ cái. Để xuống cho nó sập cái nó chùi lên. Chạy đâu được mà chạy vô đây nó chạy rồi. Chạy đi. Chạy giùm tao cái này, cởi đi tôi cầm này giỏ lên cho. Này chúng ta ăn được không? Gì cho nó chắc ăn nè. Ôi 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 lúc đầu Đừng luôn để cá hoàng đế hay cái gì vậy, cái cốc bự gì bự dữ vậy, hết biết có linh gì, linh nóng hả, linh nóng nữa bự thôi, linh nóng với linh đá hai loại. Dính nước kìa, kìa kìa là dữ lắm, nguyên vậy cái linh luôn rồi, hết biết cái linh này, trời ơi trời, hồi nào nó chẳng chẳng rồi, mà không còn được nè. Dính cái gì sà nẹo luôn, trước dính rồi, dính rồi cái chèn, ôi ngủ là trời chịu đèn thôi,
Mất biết rồi. Con nào nấy có tay vô nội ơi. Chỗ này có cái phần này nước sâu nè, như đây nút vô đây nè. Thứ hai nó có bụi cỏ nè, nó ở. Vậy mà câu nó không ăn nó khốn nạn vậy. Con nào nó bành bành không? Ngốc là chà bá ngốc luôn rồi nè. Ôi ngốc nó không bu già không quắn ra, ốc nó bu ra. Hết biết ngốc rồi. Bành kỳ. Con này như vậy. Hoàng đế nè, nhẹ nhẹ thôi. Hoàng đế nè. Hoàng đế nè, trời cái chê. Nó nãy đó. Cái chê nãy đó. Thì nó dẫn rồi. Này vô ui vậy cái chê. Cái ngầm ngầm muốn bắt cái chê là ngầm ngầm lâu lâu chút xíu là Nó chẳng có bãi cho nhiều mà. dính nè. Thầy thấy con này bắt lại hai con kia. Đâu có nó còn đó lụm tiền mày không ra được đâu con à, để gì mày ra được nữa.